Thưa quý vị, những năm gần đây cùng với sự phát triển của các câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng chuyền, bóng đá, thể dục dưỡng sinh, thì tập thể dục bằng xe đạp ở tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Đức Trọng nói riêng đang trở thành niềm đam mê của các thi đua phong trào. Xuất phát từ niềm đam mê đó, ngày càng có nhiều các câu lạc bộ xe đạp ra đời, thu hút khá đông người tham gia và đem lại sức khỏe cho người thường xuyên tập luyện. Nhân ngày thể thao Việt Nam, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Đều đặn hàng ngày, vào mỗi buổi sáng sớm trong khi tiết trời vẫn còn se lạnh, các thành viên câu lạc bộ xe đạp Thông Xanh huyện Đức Trọng lại có mặt tại khu vực tượng đài liệt sĩ cùng khởi động, chuẩn bị cho chuyến hành trình mới. Những hình ảnh tưởng chừng như bị quên lãng này giờ đã trở nên sôi nổi trên những tuyến đường thân quen của huyện Đức Trọng. Từ sự luyện tập tự phát, mọi người đạp xe ngoài việc để thỏa mãn thú vui hay để rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe và thu nạp năng lượng cho một ngày làm việc mới. Giờ đây, đạp xe được xem là chơi thể thao, và câu lạc bộ xe đạp Thông Xanh cũng ra đời từ đây. Hàng quý là chúng tôi sẽ sinh hoạt anh em một lần. Trong sinh hoạt đó là vừa truyền đạt những cái kỹ năng, kỹ thuật tham gia thi đấu rồi đạp xe thể thao, trang bị những cái xe là đúng tiêu chuẩn, an toàn. Thì từ đó thì cũng tổ chức những cái anh em cho anh em đi dã ngoại, đi giao lưu các câu lạc bộ bạn. Đó thì làm tạo cái hứng khởi, anh em tham gia rất là nhiệt tình. Hiện tại câu lạc bộ xe đạp Thông Xanh có trên 50 thành viên gồm nhiều thành phần lứa tuổi, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp. Những ai có niềm yêu thích với bộ môn thể thao này đều có thể tham gia. Những thành viên tham gia câu lạc bộ sẽ đóng góp một phần kinh phí để gây quỹ thăm hỏi thành viên trong câu lạc bộ lúc ốm đau, mua sắm các thiết bị y tế cần thiết, bảo đảm cho việc luyện tập cũng như tổ chức các buổi giao lưu với các câu lạc bộ khác. Câu lạc bộ không chỉ tập hợp các thành viên cùng luyện tập theo từng nhóm tuổi, hướng dẫn các thành viên tập luyện đúng kỹ thuật để đạt được hiệu quả cao nhất, mà hoạt động của câu lạc bộ còn thu hút nhiều người dân địa phương tham gia. Hoạt động của câu lạc bộ thời gian qua đã mang lại rất nhiều lợi ích cho các thành viên. Đa phần, các cụ tham gia trong câu lạc bộ đều đã lớn tuổi, nhưng ai nấy trông rất khỏe mạnh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thì nhờ vận động cơ thể thường xuyên bằng những chuyến đạp xe đạp đã giúp cho các thành viên trong câu lạc bộ có được sức khỏe dồi dào. Kể từ ngày mà chơi môn xe đạp này thì nó cải thiện sức khỏe rất nhiều. Cái thứ nhất là mọi cái mà về huyết áp, về đường huyết, về tim mạch thì nó rất ổn định. Và cái bệnh đau lưng thì bữa nay gần như là nó chưa khỏi hẳn, nhưng mà phải nói là nó cải thiện rất nhiều. Vì trước kia mình ngồi đứng dậy là phải chống tay, nhưng mà bây giờ thì có thể bê được 30-40 kg, cái chuyện đó bình thường. Mình cũng cảm nhận thấy là nó cũng có một cái gì đó. Cái thứ nhất là về cái sức khỏe, thứ hai là về cái công việc xã hội, mình cảm thấy nó cũng rất là vui. Ngoài việc thường xuyên luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn chú trọng tới các kỹ thuật, tính đồng đội trong quá trình tập luyện để đạt được hiệu quả cao nhất. Với những người mới luyện tập sẽ được ban chủ nhiệm hướng dẫn các kỹ năng cơ bản để bảo đảm tiết kiệm sức tham gia cùng câu lạc bộ tới cuối buổi tập. Theo đó, người đạp xe cần thao tác đúng và thống nhất 4 động tác: đạp, kéo, nâng, đẩy. Việc tập luyện sẽ đạt được hiệu quả cao nhất nếu người tập biết vận dụng đúng kỹ thuật đạp xe và phân chia cung đường theo các cấp độ: đạp dẻo khởi động, đạp tốc độ nhanh và đạp dẻo hồi sức hợp lý. Tham gia bộ môn xe đạp này cũng là niềm đam mê, có đam mê mới tham gia xe đạp được. Tham gia xe đạp như vậy là thấy là có sức khỏe, tạo cho mình có sức khỏe tốt hơn. Đó. Mỗi sáng đạp những sức khỏe nó tốt hơn, với lại là mình thoải mái hơn. Đạp xe đạp đã trở thành thú chơi không còn bị giới hạn hay vốn chỉ dành riêng cho các vận động viên như trước đây. Để khuyến khích tinh thần của các thành viên trong câu lạc bộ và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, không chỉ cùng nhau tập luyện tại địa phương, câu lạc bộ lại tổ chức các chuyến dã ngoại giao lưu với các câu lạc bộ xe đạp thể thao ở các tỉnh, thành phố khác và tham gia các chương trình xe đạp lớn, các giải đấu khác diễn ra trong nước. Đồng thời, hàng năm câu lạc bộ đã tham gia các chương trình từ thiện như Hành trình nhân ái, đạp xe, nối vòng tay lớn Bắc Trung Nam, vòng quay mùa xuân.
năm nay cũng 40 gần 48 tuổi rồi, nhưng mà sức khỏe tăng lên thấy rõ rệt. Trong mỗi môn thể thao thì nó mỗi môn thể thao nó có một cái đặc trưng riêng. Riêng môn xe đạp này nó cải thiện sức khỏe rất là dồi dào. Đạp xe đạp ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, giờ đây cũng được nhiều người chọn là phương tiện đi lại, vừa vận động cơ thể vừa hạn chế ô nhiễm môi trường, là nét sinh hoạt văn hóa thể thao hiện đại, làm cho đô thị trở nên văn minh và thân thiện hơn. Hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2011 đến nay thì câu lạc bộ xe đạp Đồ Thông Xanh của huyện Đức Trọng cũng đã có nhiều đóng góp cho phong trào thể thao thành tích của tỉnh Lâm Đồng. Và đây cũng là một trong những câu lạc bộ đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng hứa hẹn sẽ khởi động và hình thành các cái câu lạc bộ xe đạp tự phát và đi vào hoạt động theo quy chế chuyên nghiệp của thể thao tỉnh Lâm Đồng. Bỏ lại sau lưng những bộn bề thường nhật, 20 bạn trẻ là thành viên câu lạc bộ thiện nguyện yêu thương thành phố Đà Lạt đã dành nguyên một ngày cuối tuần để gom nhặt ve chai. Mỗi người một tay, vài ba người một ngõ và chỉ vài tiếng.